Hôm vừa rồi là mới chuyển xuống đây cho nên có một số là không biết đường, cho nên là sau này mình cứ biết ai là mình chỉ đường cho họ nha. Đó là Lộc Phước á. Bây giờ là trước mắt là tặng máy cho hai bà già đó nè. Hai bà già này chưa có máy đâu, xin lên đây. Thì ai có rồi thôi. Tại tại bây giờ là trước mắt cho hai bà đó. Với lại là hiện tại thì máy thì có hạn, cho nên là con sẽ tặng cho các cụ từ 60 trở lên thôi. Còn các cô trẻ mình chịu khó phát tâm bỏ tiền ra mua đi. Một cái niệm Phật không như vậy là 110 ngàn. Nha, 110 ngàn. Đâu có, hôm nay là cái ngày đặc biệt nha. Hồi xưa có cái ông chồng đeo vô là bằng cổ. Ông chồng đeo một cái vòng vô bán là những con cái cơ cổ cái đường năm đúng không? Hôm nay đeo cho bà cái máy này để bà giải mất. Khách cổ nha. Thầy đi giúp chùa đeo cổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.